Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, hiện nay trên cả nước có trên 15.000 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 218,8 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện vào khoảng 106 tỷ đô la Mỹ. Các dự án FDI góp phần tăng thu cho ngân sách, cải thiện cán cân thanh toán, là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho phát triển kinh tế của Việt Nam, giải quyết công ăn việc làm, đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, khu vực FDI cũng đã và đang bộc lộ những vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực. Nổi bật nhất đó là chuyển giá trốn thuế, tạo nên tình trạng lỗ giả lãi thật, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước. Chuyên đề Tài chính thuế tuần này xin dành thời lượng để có những phân tích chuyên sâu về vấn đề này. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp sau. Thống kê những năm qua cho thấy, cả nước có khoảng 50% doanh nghiệp FDI kê khai lỗ, trong đó nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp. Thành phố Hồ Chí Minh có tới gần 60% trong tổng số trên 3.500 doanh nghiệp FDI thường xuyên kê khai lỗ trong nhiều năm. Tương tự tại tỉnh Lâm Đồng, với 104 trên 111 doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ liên tục, tỉnh Bình Dương, một trong những tỉnh thu hút được nhiều dự án FDI, cũng có đến 50% doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ từ năm 2006 đến 2011. Trước vấn nạn chuyển giá ngày càng gia tăng, năm 2012, Tổng cục Thuế xây dựng chương trình thanh tra kiểm soát giá chuyển nhượng trong giai đoạn 2012-2015, đồng thời quyết định thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng. Chỉ tính trong 3 năm kể từ khi Tổng cục Thuế thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng đã phát hiện nhiều vụ việc chuyển giá với giá trị điều chỉnh rất lớn. Trong năm 2013, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nhân lực vào công tác trọng tâm chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp FDI có giao dịch liên kết, liên tục kê khai lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo đó, kết quả thanh tra kiểm tra tại 2.110 doanh nghiệp đã truy thu truy hoàn phạt hơn 988 tỷ đồng, giảm khấu trừ 136,95 tỷ đồng. Theo đánh giá của thanh tra, số tiền truy thu chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp FDI, chiếm 40% tổng số thu, tỷ lệ số thu bình quân trên một doanh nghiệp là 1,73 tỷ đồng. Năm 2014, ngành thuế đã tiến hành thanh tra kiểm tra chống chuyển giá tại 2.866 doanh nghiệp, khai báo kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp nghi ngờ có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, tăng 80% so với năm 2013. Trong đó, qua thanh kiểm tra đối với 30 doanh nghiệp FDI có giao dịch liên kết, rủi ro cao về chuyển giá, cơ quan thuế đã giảm lỗ trên 1.600 tỷ đồng sau khi miễn giảm thuế do ưu đãi đầu tư, đã truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và xử phạt vi phạm trên 600 tỷ đồng. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2015, ngành thuế đã kiểm tra và phát hiện 1.600 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá. Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài bị nghi chuyển giá trốn thuế tại Việt Nam. Song các vụ việc mới chủ yếu dừng lại ở nghi vấn mà ít có những trường hợp kết luận chính thức. Vậy đâu là những yếu tố chính khiến các doanh nghiệp FDI có thể dễ dàng thực hiện hành vi chuyển giá như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi để có góc nhìn tổng quan hơn về vấn đề này. Gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam thì chưa một năm nào Coca-Cola báo lãi. Chỉ riêng trong năm 2010, công ty đã báo lỗ tới 8,98 triệu đô la Mỹ. Lũy kế, con số thua lỗ mà Coca-Cola Việt Nam báo cáo lên tới 180 triệu đô la Mỹ trong thập kỷ vừa qua. Việc báo lỗ triền miên đã đặt ra nghi vấn chuyển giá ở doanh nghiệp này. Thanh tra thuế đã vào cuộc và chỉ ra hành vi chuyển giá của đơn vị này nằm ở chi phí nguyên phụ liệu, trong đó chủ yếu là hương liệu được nhập trực tiếp từ công ty mẹ với giá rất cao. Trung bình chi phí nguyên phụ liệu chiếm trên 70% giá vốn. Hay như với Metrocast & Carry, 12 năm hoạt động tại Việt Nam, thì 11 năm liên tục đơn vị này báo lỗ. Nhìn chung cả giai đoạn từ 2002 đến năm 2013 thì lỗ đến 1.657 tỷ đồng. Việc chuyển giá của Metro được thực hiện thông qua với việc liên kết công ty mẹ là Metro của Đức. Cụ thể, chi phí nhượng quyền thương mại lên tới 731 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Metro Việt Nam cũng liên tục mở rộng hệ thống để tăng chi phí, giảm doanh thu. Hay là một loạt các đại gia FDI khác như PepsiCo, Adidas, Big C hay Kangnamvina vào tầm ngắm chuyển giá khi mà liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Phương thức thì nhiều, nhưng điểm chung của những doanh nghiệp này là đều liên tiếp thua lỗ nhưng không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Kể
Các chuyên gia cho biết, những ưu đãi về thuế suất như miễn giảm thuế có thời hạn, cho phép chuyển lỗ trong vòng 5 năm, miễn đánh thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, hoàn thuế cho lợi nhuận tái đầu tư, vô hình chung lại là điều kiện khiến nhiều doanh nghiệp FDI thực hiện giao dịch liên kết để báo lỗ. Phải nói là ưu đãi thuế thu nhập Việt Nam ấy là có lỗ hổng và có kẽ hở thì nói thẳng là đúng hơn. Ví dụ chúng ta ưu đãi rất lớn, 4 năm miễn, 9 năm giảm vào những lĩnh vực và lại không khống chế thời gian lỗ. Ví dụ một doanh nghiệp người ta họ đầu tư vào đây đến 25 năm. Đến nay 25 năm, có những doanh nghiệp đến 25 năm chưa nộp một đồng thuế thu nhập doanh nghiệp nào. Họ giai đoạn đầu họ lỗ, đúng không ạ? Hàng chục năm họ lỗ, chúng ta chưa kiểm soát được và họ lỗ. Thì họ bằng lỗ bằng nhiều cách. Hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI cũng hết sức tinh vi khi họ có thể thành lập doanh nghiệp mới để hưởng ưu đãi thuế, hết thời hạn ưu đãi lại giải thể và thành lập doanh nghiệp khác. Chuyển thu nhập từ dự án không hưởng ưu đãi sang hưởng ưu đãi. Do đó, thời gian qua với ngành thuế, việc xác định được đối tượng đó có thuộc dạng chuyển giá hay không cũng không phải là điều đơn giản. Là trên thế giới nói chung là giữa công ty mẹ và công ty con thì nó có rất nhiều cách tinh vi để nó là tìm cách là chuyển giá và trốn thuế. Thí dụ như là lập ra những các cái khoản và những các cái quỹ để nó bắt công ty con phải nộp vào đấy. Và cách mà nó rất là phổ biến nhưng mà cũng không phải là dễ có thể xác định được, tức là nó nâng cái giá nguyên vật liệu đầu vào mà công ty mẹ nó bán sang cho công ty con. Rồi thì là dựa trên cái cơ sở đó thì công ty con khai lỗ. Chúng ta quản lý hoạt động kinh doanh thương mại trong nước. Đối với cả hoạt động kinh doanh thương mại nước ngoài, nó phụ thuộc vào các cái hợp đồng, các cái hiệp ước, hiệp định mà chúng ta tham gia và ký kết. Việc mà các cái doanh nghiệp chuyển giá, nó là một cái thực trạng, nhưng mà chúng ta không thể cấm các doanh nghiệp là phải mua đắt. Và thậm chí chúng ta cũng không thể nào mà kiểm soát được việc các doanh nghiệp mua rẻ. Thậm chí là thiếu chất lượng, kém chất lượng. Đó. Các doanh nghiệp họ phải tự chịu trách nhiệm vào đội kinh doanh của mình và họ xây dựng thương hiệu dựa trên nguyên tắc là niềm tin của người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp như vậy. Cho nên chính vì vậy thì chúng ta rất khó kiểm soát. Và thực trạng là rất khó kiểm soát. Rõ ràng tác động tích cực của những chính sách ưu đãi thuế là kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài. Nhưng cùng với đó, đây cũng là kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng, trốn thuế. Nếu những ưu đãi với doanh nghiệp FDI không được xem xét cẩn trọng, thì đây có thể là công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI chuyển giá để tránh thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, chống chuyển giá đã và đang là một thách thức lớn của ngành thuế. Như với trường hợp của Metro, trong 6 tháng làm việc, đoàn thanh tra đã phải tạm dừng làm việc tới 4 lần và tổ chức đối thoại 4 lần với phía Metro mới truy thu được 507 tỷ đồng từ đơn vị này. Hay mới nhất là trường hợp của Big C, Tổng cục Thuế đã có yêu cầu nếu như đơn vị này chậm nộp thuế chuyển nhượng sẽ bị phạt 0,05% một ngày với số tiền chậm nộp dưới 90 ngày. Từ đó là bước đầu đã truy thu được 380 tỷ đồng tiền thuế chuyển nhượng. Nhưng đây đều là những giải pháp nhằm thu hồi thuế sau khi phát hiện ra các đơn vị có dấu hiệu chuyển giá. Còn để ngăn chặn được tình trạng này, đảm bảo sự công bằng với các doanh nghiệp trong nước, thì ngành thuế đã có trong tay những công cụ nào? Hiệu quả của những công cụ này đến đâu? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đại diện ngành thuế cho biết, hiện nay để tránh tình trạng chuyển giá, cơ quan này đang áp dụng phương pháp định giá APA, cơ chế thỏa thuận trước về xác định giá. Theo cơ chế này, doanh nghiệp đa quốc gia phải chủ động đề xuất biện pháp tính giá hoặc mức giá mua bán hàng hóa dịch vụ giữa các thành viên trong tập đoàn trước khi kê khai và nộp thuế. Cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài đã ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam, tổ chức giám sát kiểm tra để chống gian lận thuế. Để mà xử lý vấn đề này thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là về chính sách, chúng ta phải thực hiện nó chặt chẽ hơn. Cái việc này thì Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thì cũng đã ban hành cái thông tư liên quan đến cái thỏa thuận giá trước, để khi mà bắt đầu bước chân vào Việt Nam thì thực hiện những cái thỏa thuận giá đối với những cái đơn vị mà nó cũng có những cái đặc thù về giá nguyên vật liệu đầu vào. Về lý thuyết, APA có thể giúp giảm bớt tình trạng khai gian giá và điệp khúc lỗ giả lãi thật mà dư luận đã nhắc tới ở nhiều doanh nghiệp. Đây được đánh giá là công cụ chống chuyển giá hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia,
chưa chắc doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã tự nguyện làm APA, bởi APA áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện, cơ quan thuế không thể ép doanh nghiệp phải thực hiện. Bên cạnh đó, APA cũng là một quá trình phức tạp và mất nhiều thời gian, nên chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn và có mô hình kinh doanh ổn định. Khi mà thực hiện cái việc mà áp dụng cái cơ chế APA như thế, thì có nghĩa là cơ quan thuế ở Việt Nam là phải chấp nhận cái giá mà do doanh nghiệp ở đây người ta đưa ra, ví dụ giá nhập khẩu chẳng hạn, hoặc là giá bán đi sang một thị trường khác. Đấy, thì cái hồ sơ rồi các cái thông tin mà để xây dựng lên được một cái giá đó nó rất là phức tạp. Mặc dù bây giờ mình đã có cơ chế, mình có thể nói rằng là bây giờ mình có cơ chế, nhưng mà cái việc mà để thực hiện nó sẽ rất là phức tạp, nhất là trong cái điều kiện là như tôi đã nói là cái hệ thống về cơ sở dữ liệu hiện tại của Việt Nam nó cũng có những cái hạn chế nhất định và cũng đang trong quá trình dần dần xây dựng và hoàn thiện từng phần. Bên cạnh đó, dù đã có công cụ trong tay nhưng trình độ của các cán bộ thuế vẫn còn những hạn chế nhất định, trong khi hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp nước ngoài rất tinh vi. Nhận thức được điều này, ngành thuế cũng đã và đang dần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Cán bộ vì đây là một cái thuế quốc tế, chính vì thế là cái việc đào tạo đội ngũ cán bộ cho công chức để trong kỹ năng chuyển giá. Thì vừa rồi khi mà thành lập cái phòng chuyển giá thì chúng tôi cũng liên tục đào tạo cái cán bộ của cái phòng này để đảm bảo cái nhu cầu công tác. Một cái việc nữa đó là cái công tác tuyên truyền hỗ trợ. Đấy, tuyên truyền hỗ trợ thì cũng như là đã trình bày ấy, tức là luôn luôn là thông tin và trao đổi những chính sách mới cũng như là tất cả những chính sách liên quan đến các hoạt động của cái lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, cũng như công khai những cái vấn đề liên quan đến cái hành vi vi phạm đấy để ngăn chặn phòng ngừa. Rõ ràng để chống tình trạng chuyển giá diễn ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp thì Việt Nam đã có trong tay những công cụ cơ bản, nhưng để giảm thiểu được tối đa tình trạng này thì cần hơn nữa những giải pháp đồng bộ từ tất cả các bên. Theo quan điểm của các chuyên gia, việc khống chế chuyển giá thì trên thế giới chưa có một nước nào làm được, mà chỉ áp dụng các biện pháp khác nhau kết hợp với công tác thanh tra để giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt động chuyển giá. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV. Theo quan điểm của tôi thì cái việc thanh kiểm tra thì chúng ta cũng đã ra văn bản rồi. Tuy nhiên là để tránh những trường hợp khác tương tự thì tôi nghĩ rằng là các cái hoạt động liên quan đến thanh kiểm tra thì chúng ta có những cái định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, thì khi đó nó sẽ đảm bảo cái quyền bình đẳng cho các doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp FDI hay là doanh nghiệp trong nước thì chúng ta đều phải tôn trọng cái quyền bình đẳng của họ. Còn trong quá trình thanh tra đó thì nếu chúng ta phát hiện có hành vi vi phạm thì chúng ta phải tùy tính chất mức độ để chúng ta có thể truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính liên quan lĩnh vực thuế hoặc xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp hiện nay họ coi cái lợi nhuận còn cao hơn cả cái thương hiệu. Thế do vậy thì thậm chí là họ sử dụng các cái biện pháp nhất định để họ tạo lỗ. Đó. Và cái việc chuyển giá là để tạo lỗ đấy. Thế thì vấn đề đặt ra là gì? Là chúng ta đã có cái cơ chế gọi là cái hàng rào thuế quan để mà kiểm duyệt giá, để mà xác định cái mã loại hàng hóa đối với cả các khu vực nước ngoài khi nhập khẩu vào Việt Nam hay chưa? Điều đấy có rồi. Nhưng mà trên thực tế thì luôn luôn nó có một thời gian delay và chậm trễ. Thậm chí là cái giá áp đặt, thậm chí lại là giá quá thấp hoặc giá quá cao đối với cùng một cái loại hàng hóa nhất định. Đó. Tức là cái khâu kiểm soát của chúng ta nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Thì vấn đề ở đây là chúng ta phải là hợp tác liên kết với lại các cái cơ quan thuế của cái nơi mà họ đặt cái trụ sở, và phải có cái hiệp định hợp tác rõ ràng thì bên cơ quan thuế kia nó mới để cho biết rằng là thế thì cái công ty mẹ nó nộp thuế như thế nào và cái đóng góp của cái công ty con ở Việt Nam này là đóng góp là bao nhiêu. Trên cơ sở đó chúng ta mới có thể làm rõ hơn. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ so sánh cái giá thế giới về cái đầu vào đấy. Thì giá thế giới bình quân của nó là bằng tiền này. Tại sao giá thế giới của anh là công ty mẹ của anh nó lại cao như thế? Thì lúc này chúng ta có thể là thu hồi các cái khoản đó. Và cái điều ấy chúng ta sẽ phải cố gắng hơn nữa trong tương lai. Và nếu không có thì cái sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, họ đã được ưu đãi về là đất, về là thời gian nộp thuế rồi vân vân, bây giờ họ lại còn trốn thuế nữa, thì các cái công ty trong nước của chúng ta bị thiệt thòi quá nhiều.
Thưa quý vị, hoạt động chống chuyển giá có thể tác động đến khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong ngắn hạn, theo hướng giảm số lượng dự án và vốn đầu tư. Song về dài hạn sẽ nâng cao chất lượng thu hút FDI bằng việc hạn chế các nhà đầu tư không hiệu quả và tăng đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài, thu hút được nhà đầu tư có uy tín vào Việt Nam. Đến đây, chuyên đề tài chính thuế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. We'll be right back.